hình ảnh cô bé bán vé số mà cười hoài khiến nhiều người mắc cười theo. Mới đây, khoảnh khắc ghi lại hình ảnh bé gái cầm sấp vé số đi bán, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm. Chú ơi, mua vé số không? Bán vé số hả? Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ, con 4 tuổi rưỡi chú. Bán vé số hả ta? Bán nhiều dữ hả? Dạ. Dạ. Hôm nay con Tết mà con đi bán vé số, con không đi học hả? Dạ, nhưng mà tới con. Sao con bán vé số mà con cười hoài vậy? Dạ. Con tên gì? Con tên là Kami. Nè, con học lớp mấy? Nhưng mà con có đi học không? Con lại không nói con nghe nè. Nên là con ngơ nè. Nhưng mà chú ơi, nhưng mà sao con mắc cỡ hả? Không. Dễ thương quá ha. Cho chắc ba con làm gì? Dạ con con đẹp. Sao ba con làm gì mà con đi bán vé số? Ba con làm hồ hả? Dạ. Mẹ con làm gì? Mẹ con làm phụ hồ. Phụ hồ dễ thương quá ha. Bán chú 2 tờ đi. Dạ, 1 tờ của cam nha. Rồi tiếp 2 tờ. Rồi giờ nè, là chú trả tiền nè. Dạ, cảm ơn chú. Giờ con đi bán hay là con đi về ngủ? Dạ, giờ con đi bán. Đi bán? Bán cho cô kia. Cô kia hả? Cô kia đâu? Cô kia trong phòng. Đâu? Là con đi bán thì con...